Dự án toàn cầu Nescafe Blend được tập đoàn Nestle triển khai từ năm 2010 tại hơn 10 quốc gia thuộc các khu vực trồng cà phê trọng điểm trên thế giới, nhằm mục tiêu mang lại những giá trị bền vững cho người nông dân trồng cà phê, cho cộng đồng và cho hành tinh. Tại Việt Nam, kể từ khi triển khai vào năm 2011, Nescafe Blend đã tích cực đưa ra những giải pháp và các hoạt động cụ thể nhằm phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam. Nói chung là cũng có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà nhà tôi thì gắn bó với nghề cà phê này từ năm 84 đến giờ. Bây giờ tôi năm nay cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Nescafe Blend này thì chủ mới tham gia từ năm 2014. Đến nay là cũng đã được 5 năm rồi. Trước đây khi mà chúng tôi chưa đi vào hội Nescafe, chúng tôi làm theo quán tính thôi. Nhiều lúc là chi phí quá mức, nhưng mà hiệu quả thì lại không tăng, mà có khi lại làm hại cho cây cà này. Sau này thì về Nescafe phổ biến, ví dụ như định lượng phân, định lượng nước. Bây giờ chúng tôi biết rằng phải mình bón phân nhiều mới được. Trước đây mình có thể là canh tác theo cái quán tính của mình thì được 3 tấn thôi, nhưng bây giờ nó phải tăng lên đến 4 tấn. Năm vừa rồi chị thu trên hạt tầm 1 nay được 4 tấn, đời sống của gia đình cũng được ổn định hơn. Cảm ơn chương trình, chúng tôi nắm bắt được toàn bộ các khâu kỹ thuật để mà chăm bón cây cà phê, rồi thì lợi nhuận cũng cao. Nói chung thì cũng đủ trang trải cho con cái ăn học, ba người con được ăn học, giờ hai đứa tuổi xây dựng gia đình, một cháu đang đi học đại học ở thành phố. Tôi là người ở đây, người dân tộc ED, sống ở đây từ xưa đến nay. Tôi như vậy là gắn bó với cây cà phê lâu năm rồi. Cây cà phê là cây chủ lực về kinh tế gia đình. Mỗi lần mà có việc trong gia đình thì 2-3 ngày thấy nhớ lắm. Nhớ vườn, tranh thủ buổi chiều buổi tối đi thăm. Sau khi tập huấn trong vườn rẫy mình không nên dùng thuốc trừ cỏ ảnh hưởng cho sức khỏe là môi trường. Gia đình tôi trước đây thường sử dụng chủ yếu là phân vô cơ. Thì sau này qua quá trình tập huấn về chương trình Nescafe Blend, chúng tôi để tận dụng những nguồn lực rơm rạ, vỏ cà để bổ sung đa vi lượng cho cây cà phê, cho nên hạn chế phân vô cơ. Trong quá trình đi tập huấn về thì là nhìn cái là mình biết được lúc nào cần phải tưới nước và lúc nào mình cần phải bón phân. Lon sữa bò mình để ở vườn là nhằm mục đích là mình theo dõi lượng mưa. Ở lon sữa bò nếu mà được khoảng 2/3 lon thì mình sẽ không cần phải tưới nước nữa, vì lúc đấy là cà đã đủ nước rồi. Thì nói chung là vì mình thích cây cà phê. Cái thời nóng nổi đó thì cũng học xong rồi, cũng có đi làm rồi, nhưng mà cảm thấy cũng không phù hợp với mình thì mình lại quay về với rẫy cà phê thôi. Cho nên là mình không muốn làm cái gì khác ngoài canh tác cà phê hết. Thông qua dự án Nescafe Blend, Nestle cam kết góp phần phát triển ngành cà phê Việt Nam, nâng cao chất lượng hạt cà phê với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành tham chiếu cho cà phê Robusta thế giới, nâng cao chất lượng sống của người nông dân, bảo vệ môi trường và hành tinh, mang đến những ly cà phê chất lượng nhất cho người tiêu dùng.